bỏ ra hai ổ cắm, khui thùng ra. Bác gửi cho bác khách, bác mua hai ổ, ổ 6 lỗ, hàng mới tinh chưa qua sử dụng, mới tinh hàng tồn kho anh em nhé. Như mới tinh không phải là nó vừa sản xuất mà nó cũng vài năm rồi, hàng chưa qua sử dụng. 350.000 một chiếc, bây giờ hàng lôi ra sẽ test cắm điện, gửi cho anh em nào cũng như vậy, cũng cẩn thận như vậy. Hộp của nó thì có tầm 20 ổ trong một cái hộp như này. Đó. Ổ 6 lỗ có công tắc riêng biệt. Đây, thì hàng sẽ cắm đây. Tác riêng cho từng ổ nên là dùng rất phê. Anh em mua hàng có nhu cầu cứ nhắn tin hoặc gọi điện đặt hàng cả gói gửi cho anh em tận nơi. Đó. Đó. Lọc này. Bao bì LED 1500W, công suất chịu tải nó cực tốt luôn. Bên cạnh này là cái nút reset. Anh em lưu ý là cắm điện cho các thiết bị điện 100 nhé. Bởi vì trong cái này nó có cầu chì, có cầu chì. Nếu anh em cắm vào điện 220 nó sẽ cháy cầu chì. Nó là ổ dùng cho thiết bị điện 100 chân dẹt. Chân dẹt. Đèn LED màu xanh. Ổ hàng mới chưa qua sử dụng. Hàng tồn kho, nói hàng tồn kho là đúng nhất. 350.000 một chiếc, bao ship cho anh em tận nơi qua Viettel hoặc là Bưu điện.